À, xin chào các bạn, mình đang thấy một cái con trăn nó đang nằm tắm nắng ở bên một cái bồn cây các bạn. Đây mình sẽ quay và cận cảnh cho bạn coi cái thân con trăn các bạn. Đây là những chiếc vảy của con trăn các bạn đấy, cái da của con trăn các bạn thấy không? Nó là những cái lớp vảy xếp chồng lên nhau. Và mình thấy là con trăn này nó có một cái màu vàng nhạt. Và mình biết được rằng là cái con trăn này thì là một trong những cái dòng trăn gấm các bạn. Tuy nhiên nó có một cái màu vàng nhạt rất là đẹp. Thường những cái dòng trăn thì có những hoa văn. Tuy nhiên con trăn này nó có một cái màu đơn là màu vàng nhạt. Và thực ra những loài trăn này thì nó không có độc đâu. Và nó thường giết con mồi bằng cách là nó sẽ quấn cái con mồi lại. Và sau đó nó siết chặt cho đến khi chết. Và sau đó nó sẽ nuốt dần từ 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 con mồi vào phía trong. Và đây là cái phần đuôi của nó các bạn. Đó, các bạn thấy con trăn to ghê các bạn. Nếu như ước chừng thì con trăn này nó cũng khoảng hơn 2 mét. Và nó nặng khoảng chừng 15 kg đó các bạn. Đấy cái đầu của nó các bạn, đó cái đầu nó đang đấy 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 mới đụng vô cái đuôi nó các bạn, đấy nó quật luôn, nhìn nó rất là mập mạp và mũm mĩm các bạn ha. Đó cái đầu nó đang trốn vào trong phía thân của cái đấy đấy đấy, mình sẽ đụng nó đó kìa, ghê quá nhưng mà cũng hơi sợ sợ các bạn ơi, chỉ sợ nó quật đụng vô người nó quay cho nó táp các bạn. Đó để thử nha các bạn, đó đó là mình đang đụng một cái thân của nó các bạn thấy thì à cái cảm giác trong cái màu đúng là đây là dòng máu lạnh các bạn. Sờ thân nó tuy là tắm nắng như vậy, tuy nhiên khi mà sờ vào thì cái dòng máu cái thân của nó rất là lạnh các bạn, nó không có nóng các bạn. Mình cảm giác khi mà nó tắm nắng như vậy thì nó sẽ nóng lên, tuy nhiên thì sờ vào nó thì cái trong cái thân nhiệt của nó rất là lạnh. Đúng là một trong những cái loại thú mà dòng máu lạnh tuy là tắm nắng như vậy nó vẫn là lạnh, nhưng mà mình rất sợ các bạn. Đó, các bạn thấy không, đó, nó nằm im bất động như là một cái cục thịt các bạn, nó quấn tròn như vậy ở trên cái bồn hoa. Đó các bạn nhìn thấy sát không, nhìn rất là ghê các bạn, nó cuộn tròn vậy. Nó con trăn này thì mình thấy nó to cũng khoảng bằng bắp chân các bạn, bắp chân các bạn á. Đó nó to ghê không, đó đụng vào nhẹ nhẹ nó thôi, nếu như mình đụng mạnh thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó có thể quay lại nó táp mình. Và các bạn biết là con trăn này thường thường ở đây thì mình biết là nó có thể ăn được những con động vật, thường mọi người ở đây bắt chuột cho nó ăn, nó chuột cống cũng được, hoặc là có thể là cho nó ăn những con chim con thú gì đó. Ở trên thế giới thì có những cái con trăn mà nó có thể nuốt được một con gấu chó nặng 23 kg nha. Và những con trăn đó thì nó phải dài khoảng tầm 7 mét. Và khi nó ăn được con gấu chó 23 kg như vậy thì nó phải tiêu hóa hết trong khoảng 10 tuần. Đó thì con trăn này nó cũng khá không không to bằng con trăn đó, tuy nhiên nó cũng khoảng tầm là 15 kg và dài khoảng tầm 2 mét thôi. Và trên thế giới thì mình đã biết là có những cái con trăn nó đã nuốt được con lợn khoảng chừng 60 kg đó. Và theo kinh nghiệm thì mình đã biết rằng là cái loài trăn này nó có thể nuốt được những con mồi mà dài khoảng tầm là khoảng 1/4 chiều dài của nó thôi, và nó cũng không nặng quá khối lượng của chính nó. Như vậy thì con trăn này nặng khoảng chừng 15 kg thì nó có thể nuốt được một đứa trẻ đó. Và mình thấy là nếu như trẻ em tới những con trăn này nên hạn chế, và những cái người nuôi con trăn này cũng phải hạn chế cho trẻ em tiếp xúc lại gần con trăn này, bởi vì nó có thể nuốt được trẻ em các bạn. Nếu như quấn cổ mình, nếu như cái cỡ này thì nó có thể to bằng cái cổ mình thì nó có thể siết cổ mình chết các bạn, nếu như người lớn nha các bạn. Còn con nít thì còn càng nguy hiểm hơn. Đây mình sẽ quay cái góc từ phía dưới lên đó, đó bạn thấy cái đầu nó kìa, nó núp ở phía trong. À, lúc này thì nhiều người tới vuốt ve nó rồi thì nó cũng khá là thân thiện, và nó cũng không có phản ứng gì nhiều, bởi vì con trăn này nuôi trong quán cà phê nên cũng thường xuyên được tiếp xúc với nhiều người nên có thể là nó cũng khá là hiền đấy bạn. Đấy đấy cái đầu nó ngóc ra các bạn đấy, nhìn rất là ghê các bạn ơi. Đó đó cái đầu nó chích đó, nó bắt đầu nó trườn ra, nó tắm cái phần đầu đó các bạn. Bây giờ nó tắm cái phần thân rồi, bây giờ đầu trườn ra các bạn nhìn không, các bạn nhìn thấy mắt nó và cái đầu nó, trời ơi trườn ra trườn vô nhìn rất là ghê các bạn. Và phải nói là trăn cái loại trăn này nó nếu mà đúng ra thì nó không phải là một cái vật nuôi quá hung hăng và nguy hiểm. Tuy nhiên thì những người nuôi tốt nhất phải là cái người quản lý tốt và phải chăm sóc và theo dõi nó, bởi vì nó là một con vật khá là to khỏe, chủ yếu là đảm bảo an toàn cho những cái đứa trẻ tới chơi đây thôi, và đừng có để bị kích động và đừng làm nó sợ hãi, hoặc là khi mà chúng ta sờ chân và sờ tay của chúng ta vào trong cái con vật, nếu mà khi vào cho nó ăn thì phải thật là thận trọng, nếu không nó lầm tưởng chân tay của chúng ta làm thức ăn và nó có thể táp, nó có thể quấn và nó có thể cắn.
Mặc dù nó không phải là một con loài có nọc độc, tuy nhiên với cắn của nó thì bạn biết rằng là nó có thể là để lại những cái vết thương lớn rất là nghiêm trọng. Và nhiều khi có những người bị nó cắn thì có thể bị rách da ra và có thể phải đi khâu lại, rất là nguy hiểm. Và các bạn biết là loài chăn này, các bạn thấy không, nhìn cái mặt nó ghê không đó. Đó, mình sẽ quay zoom sát vào cái mắt các bạn này. Con chăn này thì mình thấy cái mắt nó hơi đục rồi và cái da bắt đầu chóc chóc, thì có nghĩa là con chăn này nó đang chuẩn bị lột xác các bạn. Và các bạn biết là nó giết con mồi bằng cách là nó sẽ quấn toàn bộ cơ thể của nó xoay quanh con mồi và nó siết dần cho đến khi con mồi chết. Và mỗi lần mà con mồi thở ra các bạn, nó thở ra thì con chăn lại siết mạnh hơn, càng thở mạnh thì nó càng siết mạnh, và chúng siết cho đến khi nào mà con mồi sẽ ngừng thở luôn, và nó sẽ nuốt từng chút một con mồi này vào trong cái cơ thể của nó. Và đồng thời trong quá trình vừa siết nó vừa nuốt như vậy thì cho đến khi mà cái xương của con mồi nó sẽ bị bẻ gãy thành nhiều mảnh, và từ từ nó sẽ nuốt chọng cái con mồi và tiêu hóa dần dần đó bạn thấy. À, con chăn này tuy nhiên là nó khá là hiền, nên là mọi người có thể sờ được nó, là bạn thấy cái đầu nó quấn trong phía thân của nó các bạn, rất là ghê. Mới đầu thì mình rất là sợ nó, tuy nhiên từ từ thì khi mà chạm dần dần vào người nó thì cảm giác thì nó đấy, đấy các bạn thấy cái bộ da của nó các bạn này, trời ơi đó. Sau mọi người lúc này đã làm quen được nó rồi thì cũng dễ dàng để mà tiếp xúc với nó, còn lúc đầu khi nhìn nó thì rất là sợ các bạn. Đấy, các bạn thấy bộ da nó không? Con chăn này hình như mới được ăn no đó các bạn, cho nên nó cũng khá là hiền, mới dám cho nó ra để tắm nắng và cho mọi người sờ nó. Đó, các bạn thấy con mắt nó này, con mắt nó khá là đục rồi. Con chăn này mình nghĩ là nó sẽ chuẩn bị lột da đó các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cái bộ da của nó này, con mắt nó nhìn rất là ghê, nhìn lừ ghê quá. Nếu như mà nó đói là mà mình sờ với nó là có thể nó táp luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy bộ da của nó không? Đấy, những cái vầy nó xếp rất là đều ha. Nó sờ vào thì nó rất là mát, cái cơ thể nó là dạng cơ thể máu lạnh mà, sờ vào bộ da nó rất là mát. Hồi trước mình nghĩ rằng là sờ vào bộ da nó rất là ráp, tuy nhiên khi mà sờ vào bộ da thực tế con chăn thì rất là mềm mịn các bạn. Đấy, nó đang quấn trên cái bờ thành của cái chậu cây để mà nó tắm nắng đó, các bạn. Thường thường lâu lâu thì ông chủ ở đây sẽ mang nó ra để cho mọi người chiêm ngưỡng, cũng như trong quá trình tắm nắng như vậy thì mọi người có thể thấy con chăn này cận cảnh hơn, bạn thấy không? Con này cũng phải 2 mét đấy bạn, 2 mét cái thân nó rất là mập, nhờ được nuôi tốt này các bạn. Đấy, tuy nhiên cũng hơi sợ, cũng không dám. Lưu ý như các bạn, nếu như bạn sờ vào những con chăn như này là các bạn đừng sờ vào phần đuôi như các bạn nhé, các bạn nên sờ vào thân và sờ chạm từ, chứ đừng vỗ hoặc là đập nó là nó quay lại nó táp mình các bạn. Đó, sờ nhẹ nhàng thôi, đấy cái phần đầu nó hơi chu rúc các bạn đã, các bạn vuốt ve nó vậy thì nó sẽ hiền hậu hơn. Còn nếu như bạn nắm một phần đuôi nó là rất là ghét nắm một phần đuôi các bạn, cho nên đừng bao giờ nắm cái đuôi con chăn này. Đấy, các bạn thấy cái đầu nó chui đấy, đấy nó trườn xuống các bạn, đấy rồi cái đuôi nó thè lè ra ghê quá, trời ơi con chăn đấy nó trườn xuống các bạn này, rất ghê quá. Nếu như không cẩn thận nó bỏ đấy các bạn, nếu như mà trong quá trình mình cho tắm nắng này mình không canh nó là có thể nó bỏ xuống đất, và khi nó bỏ đi thì nó sẽ trốn đi mất tiêu, là coi như là cũng hơi bị tiếc quá. Con chăn này cũng có giá trị lắm nha, con chăn này chăn ấy thì anh dạng kia ngoài đưa cái tay lên nâng cái phần đầu con chăn luôn để cho nó không nó bỏ xuống đất bạn. Mình thì mình không dám đưa cái tay đưa sát như vậy đâu, nó tớp một cái là thôi rồi, đi khâu mấy mũi luôn các bạn. Trời ơi, những cái đó nó bỏ vào kia chặn đầu bên này thì nó bỏ vào kia, nó rút nó sợ nó rút xuống rồi đó, ghê quá trời ơi. Đó, nó thả lẹt lưỡi là ghê quá. May là con này nó ăn no, nhưng mà nó đói là thôi nó táp luôn các bạn, nó từng tay mình cũng thịt nó táp luôn rồi. Đó, các bạn nhìn nó dài, lấy các bạn thấy cái phần da nó đang chảy chảy, nó chóc ra lại là sắp lộ da đó các bạn. Đây mình sẽ quay cẩn thận lấy cái đầu nó này cho đấy. Con này cũng khá là hiền bởi vì nó tiếp xúc hàng ngày với mọi người, nó hiền, nó quen với người các bạn, quen hơn người đấy các bạn, thấy nó trườn ghê không chú. Nếu như bắt gặp con chăn này ngoài đường chắc mình không dám tới các bạn, bởi vì đấy trời, bây giờ thôi mấy em này nó tắm xong rồi thì bắt đầu cho nó vào trong để mà nó nghỉ ngơi đó các bạn. Đó, hai người khiêng mới nổi nha các bạn, nó khá là nặng, cũng phải 20 kg, 15-20 kg các bạn đó. Nhìn ghê quá. Thôi mình xin tạm dừng clip tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Hy vọng là những clip này
sẽ đem đến các bạn những điều thú vị trong cuộc sống này. Các bạn nhớ đăng ký, like, share và comment, đăng ký kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.